Australia nóng kỷ lục, biến thành nồi lẩu nấu chín nhiều sinh vật. Biến đổi khí hậu khiến cho Australia đang phải trải qua đợt nắng nóng kỷ lục với nhiều vụ cháy rừng và ảnh hưởng của nó dưới biển còn tồi tệ hơn rất nhiều. Khi Rodney Dillon mặc đồ lặn xuống vịnh Trumpeter nhiều năm về trước để bắt bầu ngư, thức ăn yêu thích của ông, nhận thấy rừng tảo bè ở khu vực này đã trở nên thưa thớt. Dillon đã lên bờ và gọi một nhà khoa học tại Đại học Tasmania. Ở Hobart, chúng ta sắp mất hết tảo bè, ông phải xuống đây và xem ngay, ông Dillon nhớ lại. Không ai có thể ngăn được điều này, ông Dillon nói với Washington Post về tình trạng tảo bè đang bị nấu chín trong nước biển. Tình trạng biến đổi khí hậu đã ảnh hưởng đến hòn đảo xa xôi này và tảo bè khổng lồ phát triển mạnh ở vùng nước lạnh là một trong những nạn nhân đầu tiên. Những thập kỷ gần đây, tốc độ ấm lên ngoài biển khơi Tasmania, bang cực nam của Australia và là cửa ngõ vào Nam Cực đã tăng lên gấp 4 lần với mức trung bình toàn cầu, các nhà hải dương học cho biết. Hơn 95% tảo bè khổng lồ, tức là loại tảo cao gần 10 mét, là nơi sống của một số loài sinh vật biển hiếm nhất trên thế giới đã chết. Tảo bè khổng lồ từng có mặt khắp nơi trên bờ biển phía đông của Tasmania, giờ đây chỉ còn là một mảng tảo bè nhỏ ở gần South Boss, cực nam của hòn đảo, nơi nước lạnh hơn. Đây là một điểm nóng, giáo sư Neil Hubrock, chuyên nghiên cứu về hiện tượng đại dương nóng lên tại Viện Nghiên cứu Hải dương và Nam Cực thuộc Đại học Tasmania nói, và nó là một trong những điểm nóng lớn nhất. Theo dữ liệu từ trung tâm Hartley, cơ quan nghiên cứu của chính phủ Mỹ về thay đổi khí hậu, một phần bờ biển phía đông của Tasmania đã ấm lên gần 2 độ C. Sẽ có rất nhiều loài bị tuyệt chủng khi nước biển ấm lên và những bè tảo dần dần biến mất. Ông Dillon và những hậu vệ của các cư dân đầu tiên ở Tasmania đã dần mất đi sự kết nối với đại dương, thứ đã làm nên văn hóa của họ trong nhiều thiên niên kỷ. Trong thời kỳ đồ đá khoảng 40.000 năm trước, thổ dân đã đi đến vùng đất này, nay là Tasmania rất lâu, trước khi nước biển dâng lên cao biến khu vực này thành một hòn đảo. Tách biệt khỏi thổ dân trên đất liền, những thổ dân ở Tasmania tìm bào ngư giữa những bè tảo khổng lồ, săn bắt chuột túi và chim sẻ, biến tảo bè thành vật dụng và làm đồ trang sức từ vỏ ốc qua hàng trăm thế hệ. Đó là những cuộc sống của thổ dân trước khi thực dân Anh chiếm đất và áp dụng chế độ phân biệt chủng tộc để quét sạch họ. Giờ đây, khi những hậu duệ cuối cùng của họ đang cố gắng để được công nhận là chủ nhân đầu tiên của Tasmania, biến đổi khí hậu đang khiến nhiều sinh vật biển có mối liên hệ đặc biệt với nền văn hóa của thổ dân Tasmania biến mất. Hai trong số những đợt nắng nóng nghiêm trọng nhất từng được ghi nhận đã diễn ra trong những năm gần đây. Đợt nắng nóng đầu tiên bắt đầu vào năm 2015, nhiệt độ nước biển tăng gần 3 độ C ở vùng biển giữa Tasmania và New Zealand. Các đợt nắng nóng của khu vực này thường kéo dài trong 2 tháng. Tuy nhiên, đợt nắng nóng giữa năm 2015 và 2016 kéo dài đến 8 tháng. Alistair Hopday, người đã nghiên cứu sự kiện này, đã so sánh nó với đợt nắng nóng ở châu Âu năm 2003, dẫn đến cái chết của hàng nghìn người. Vùng nước ấm lên ở Tasmania không chỉ giết chết tảo bè khổng lồ, mà còn biến đổi cuộc sống của động vật biển. Các loài vật sống ở nước ấm đang bơi về phía nam, nơi mà chúng không thể nào sống sót vài năm trước. Cá thu vua, diêm biển, động vật phù du, thậm chí là cả vi khuẩn từ những vùng ấm hơn hiện chiếm lĩnh các vùng gần Nam Cực. Tuy nhiên, các loài sống ở vùng nước lạnh bản địa không còn nơi nào khác để đi. Những động vật như cá tai đỏ đã quen với việc sống ở dòng nước lạnh lẽo gần bờ. Chúng không thể sống ở vùng nước sâu giữa Tasmania và Nam Cực. Những loài động vật biển chỉ có thể tìm thấy ở Australia đã có thể biến mất. Greg Johnson, giám đốc Trung tâm Sinh thái và Đa dạng sinh học tại Viện Nghiên cứu Biển và Nam Cực thuộc Đại học Tasmania nói, sẽ có nhiều loài bị tuyệt chủng. Bà Nanette Shaw ở Launceston, một hậu duệ của thổ dân Tasmania, vẫn giữ truyền thống đan giỏ bằng tảo bè của tổ tiên. Người phụ nữ 66 tuổi cho biết bà chuyển sang nghề đan giỏ để xoa dịu nỗi đau mà bà đã trải qua khi là một thổ dân. Bà bị trầm cảm và nghiện rượu và việc đan giỏ sẽ khiến bà phân tâm. Tôi đã không uống rượu trong gần 10 năm. Khi nỗi buồn ập đến, thay vì đi uống rượu, tôi sẽ đan giỏ. Tuy nhiên, nếu tác động từ biến đổi khí hậu trở nên tồi tệ hơn, kỹ thuật làm đồ thủ công không thể truyền lại cho thế hệ mai sau, bà Shaw nói. Nước biển ấm lên và trở nên ô nhiễm hơn, khiến cho vỏ ốc trở nên khan hiếm. 20 năm trước, khó có thể đi trên bãi biển mà không dẫm lên chúng, bà Shaw chia sẻ. Bây giờ bãi cát chỉ còn là cát. Cách đó 145m trên bãi biển Scamander, bà Basti Cameron, bạn của bà Shaw, đang tìm vỏ ốc và tảo bè để tặng người bạn của mình. Bây giờ bà mất gần một ngày để tìm đủ vỏ ốc thay vì chỉ 2 giờ như trước đây. Nếu biến đổi khí hậu ảnh hưởng tới đông biển, nguồn cung cấp vỏ ốc của chúng tôi sẽ biến mất cùng với rừng tảo bè, người phụ nữ 72 tuổi này nói.
Australia đang trải qua một đợt nắng nóng kỷ lục với nhiều vụ cháy rừng, khiến cho 9 người chết và hơn 700 ngôi nhà và hơn 700 căn nhà bị phá hủy. Tuy nhiên, thảm kịch diễn ra dưới nước còn tồi tệ hơn nhiều và đa số chúng ta không thấy được điều này. Vào năm 1950, tảo bè khổng lồ bao phủ khu vực trên 9 triệu mét vuông dọc bờ biển Tasmania. Kay Layton, một nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Biển và Nam Cực cho biết, ngày nay, khu vực này chỉ còn 500.000 mét vuông và nằm rải rác bên bờ biển. Tảo bè cần nước lạnh, sạch và giàu dinh dưỡng để tồn tại, và Tasmania đang mất cả ba điều này. Đây là một mất mát cực kỳ nghiêm trọng. Các thợ lặn khao khát bơi giữa rừng tảo bè để thấy các sinh vật hiếm nhất trên thế giới. Mực kiếm ăn ở rừng tảo bè, cá tai đỏ cũng ẩn náu ở đó, cá chiều vôi và tôm hùm đá cũng sống tại đây. Một nghiên cứu gần đây được thực hiện 10 năm trước, ước tính rằng 95% tảo bè khổng lồ đã biến mất do nước biển ấm lên và ô nhiễm hơn, Layton cho biết. Điều này có nghĩa tình hình hiện tại có lẽ sẽ còn tồi tệ hơn rất nhiều. Bên cạnh đó, nước biển ấm lên đã đem đến một mối nguy hại mới, đó là nhiễm biển, loài động vật có món ăn ưa thích là tảo bè. Trong suốt cuộc khảo sát năm 1978 của Viện Nghiên cứu Biển và Nam Cực, các nhà khoa học chỉ tìm thấy một con nhím duy nhất ở vùng nước lạnh ngoài khơi Tasmania. Nhím biển thích nước ấm, giờ đây chúng tràn ngập những rạn đá nơi tảo bè mọc lên, để lại khu vực cằn cỗi và không có sự sống. Tầm quan trọng của rừng tảo bè tương đương với rừng trên đất liền. Layton nói, hãy tưởng tượng thế giới sẽ ra sao nếu không có cây cối, một thế giới không có rừng tảo bè cũng tương tự. Các nhà khoa học cho biết, dòng hải lưu Đông Australia là lý do duy nhất giải thích việc nhím biển di cư từ môi trường tự nhiên ấm áp gần Sydney đến vùng nước lạnh quanh Tasmania. Dòng hải lưu Đông Australia mang theo ấu trùng của các loài ở vùng nước ấm đến những nơi mà chúng chưa từng sinh sống trước đó. Theo nghiên cứu được biên soạn bởi giáo sư Retta tại Đại học Tasmania, tảo độc nở hoa nơi tảo bè khổng lồ từng nở rộ, bào ngư có chất lượng kém dần, loài bạch tuộc Maori có màu sắc rực rỡ đang được thay thế bằng loài bạch tuộc phối màu phổ biến ở vùng biển gần Sydney. Một con rắn biển bụng vàng, có độc, vốn sống ở vùng nước ấm, nay đã di cư đến khu vực này. Không thể nói những hiện tượng này là do biến đổi khí hậu, ông Hoodbrook, nhà khoa học nghiên cứu đại dương cho biết. Những gì chúng ta có thể nói là cường độ của những hiện tượng này gia tăng, có nhiều khả năng là do biến đổi khí hậu.